chào các vị khách quý, quý vị khán giả. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 62 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chương trình sân khấu trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị vở kịch hát dân ca Nghệ An Sáng mãi niềm tin. Thưa quý vị, con thuyền cách mạng Việt Nam đang dương buồm tiến ra biển lớn, đưa đất nước ngày một phát triển, hội nhập cùng bạn bè trên thế giới. Nhớ lại thời kỳ đầu cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, nhân dân ta đã đứng lên phá ách xiềng xích đô hộ của thực dân phong kiến, giành độc lập tự do. Với niềm tin tất thắng, con thuyền cách mạng Việt Nam đã cùng cả dân tộc Việt Nam đến bến bờ vinh quang thống nhất đất nước năm 1975. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước ấy, biết bao chiến sĩ cộng sản trung kiên và những người dân yêu chuộng tự do đã ngã xuống trước họng súng quân thù. Nhưng trong họ vẫn luôn luôn sáng mãi niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, như vợ chồng Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, những học trò ưu tú của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Tổ chức trao nhiệm vụ, họ sẵn sàng hy sinh hạnh phúc gia đình mình, gánh vác công tác giác ngộ và tập hợp quần chúng nhân dân đấu tranh cách mạng, tin vào tương lai đem lại hạnh phúc cho muôn nhà. Thưa quý vị, hôm nay trên quê hương người cộng sản Lê Hồng Phong, toàn Đảng, toàn dân tỉnh Nghệ An tổ chức kỷ niệm ngày sinh lần thứ 105 của người chiến sĩ cộng sản quốc tế, cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Lê Hồng Phong. Hòa chung trong không khí đó, nhà hát dân ca Nghệ An thể hiện tấm lòng biết ơn của mình với công lao của lớp lớp chiến sĩ cộng sản đã ngã xuống vì Tổ quốc bằng đêm trình diễn vở Sáng mãi niềm tin. Nhà hát dân ca Nghệ An xin kính chào quý vị đại biểu cùng toàn thể quý khán giả. Vở diễn Sáng mãi niềm tin, tác giả kịch bản Lê Duy Hạnh, chuyển thể dân ca nghệ sĩ ưu tú Hồng Lựu, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng, âm nhạc nghệ sĩ Hồ Hữu Thới, biên đạo múa nghệ sĩ nhân dân Trần Minh, mỹ thuật Lê Sơn, ánh sáng Hoàng Nam, âm thanh Ngọc Quyết, chỉ huy dàn nhạc Đình Đắc, chỉ huy đêm diễn Hồng Dương, chỉ đạo nghệ thuật giám đốc Nguyễn Ngọc Ất, diễn viên tham gia trong các vai nghệ sĩ Hồng Dương trong vai Nguyễn Ái Quốc, nghệ sĩ ưu tú Hồng Lựu trong vai Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Vinh vai Lê Hồng Phong, Hải Lý vai Bà Má, Thiên Lý vai Chị Hai, Minh Thanh vai Hương Cả, An Ninh vai Thống đốc Nam Kỳ, Việt Bắc vai Chánh mật thám Pháp, Đình Toàn vai mật thám Việt, Mai Kiên vai tên phản bội, Lệ Huyền vai vợ tên phản bội, Triệu Quyền vai Bác Bảy, cùng tập thể diễn viên nhạc công nhà hát dân ca Nghệ An tham gia trình diễn. Anh thật không ngờ là đám cưới của chúng mình lại được tổ chức trên quê hương Xô Viết.
lại được anh Nguyễn làm chủ trì hôn lễ. Hạnh phúc này mình gìn giữ nè em. Anh ơi, em cứ ngỡ mình đang lạc giữa chiêm bao Moscow, buổi lễ tân hôn nảy hồng trường kỷ niệm sẽ sáng mãi trong em, sẽ sáng mãi trong em và cùng em trở về đất Việt, nơi ấy quê mình đang ngày đêm ren xiết lầm than. Em ơi, quê mình đây, ôi quê hương một nắng hai sương, vất vả gian truân mẹ còng lưng gánh chịu, nơi dòng Lam và dòng La miệt mài xuôi về biển, gặp nhau rồi câu ví vút lên cao. Đất nước đau thương, nỗi thống khổ lầm than và lòng căm phẫn của người dân cũng trào dâng trong từng câu hát. Quê hương ơi, cánh cảnh lòng con luôn hướng về đất mẹ, con xin nguyện làm cánh chim băng vừa trung khơi đạp ngang cơn sóng dữ, góp sức mình cho đất nước bình Khai. Anh Nguyễn. Anh Nguyễn. Thế nào? Sau đám cưới vui chứ? Dạ, vui anh ạ. Anh chúc mừng cô chú. Vậy là đã có một đám cưới của người Việt Nam mình trên quê hương Xô Viết. Giá như đám cưới cô chú được tổ chức tại quê nhà thì vui biết mấy. Dạ. Dạ. Nhưng quê hương đang lầm than dưới ách thống trị của thực dân. Anh vẫn thường nghe cô Minh Khai hát cánh buồm bạt gió lao đao, hần chìm đáy nước, hờn cao ngút trời. Có phải vậy không cô Minh Khai? Dạ. Đó, lòng hận thù đã bật lên câu hát. Còn cô chú đã chuẩn bị chưa? Dạ, báo cáo anh, chúng em đã chuẩn bị sẵn sàng, đang đợi lệnh của anh ạ. Chú Hồng Phong này. Dạ. Ngay đêm nay, chú đáp chuyến tàu về Thượng Hải. Ở Pháp mặt trận bình dân đang lên cầm quyền. Đây là thời cơ rất tốt cho chúng ta. Chú cố gắng về sớm và vận động tập hợp lực lượng quần chúng đông đảo trong mặt trận dân chủ nước nhà,
Sau đó chú theo đường bí mật về Việt Nam. Anh Nguyễn ơi, tin chúng em sắp được trở về nước, lòng những bồi hồi ăn ngủ không yên anh ạ. Hồng Phong, anh Nguyễn. Còn cô Minh Khai? Dạ. Cô sẽ về thẳng Sài Gòn, nhận nhiệm vụ ở đó. Sài Gòn? Em chưa đến đó bao giờ. Ừ, cách đây không lâu chắc cô cũng đã nói Moscow tôi chưa đến bao giờ. Nhưng bây giờ xa Moscow rồi, cô lại bồi hồi lưu luyến đó thôi. Em trẻ con quá phải không anh? Cô Minh Khai, cô còn rất trẻ, nhưng cô đã có một tâm hồn biết yêu thương, một nghị lực có thể vượt qua mọi thử thách. Tôi tin cô sẽ làm được nhiều việc lớn. Dạ, em sẽ cố gắng à? Không phải là cố gắng, mà phải làm được. Dạ, phải làm được ạ. Thôi, bây giờ cô chú về chuẩn bị đi. Lại đây với chúng em một lúc nữa. Hồng Phong, anh Nguyễn, Minh Khai, anh Nguyễn, các em của tôi, các đồng chí của tôi, các em ơi, đất nước mình đang lầm than dưới ách thống trị của thực dân. Bây giờ quốc tế cộng sản cử hai em về nước, vinh dự lắm, tự hào lắm. Còn tôi, nội lòng tôi cũng nhớ nhà, nhớ quê hương lắm chứ. Nhưng tình hình hiện nay, tôi chưa thể về được. Tôi nói như vậy, cô chú có hiểu không? Anh Nguyễn ơi, chúng em sắp được trở về nơi chôn rau cắt rốn. Dù chết chóc đau thương gian khổ bội phần, nhưng chúng em được sống trên mảnh đất quê hương, trong vòng tay đồng bào đồng chí. Còn anh, người ở trời Âu hồn đất Việt, đã 25 năm trời phiêu bạt xứ người. Kìa, cô Minh Khai, sao lại khóc? Làm cách mạng là phải biết kìm nén, mà được trở về cùng chung vai gánh vác với các đồng chí ở quê nhà thì làm sao mà phải khóc nào? Dạ. Cô chú có biết không, xưa Thục Đế mất nước đã biến thành con chim, đêm đêm hướng về quê hương cất lên tiếng kêu cháy lòng. Quốc quốc, phải, mất nước ai mà không đau lòng, phải không cô chú? Anh Nguyễn, nhưng đó là tích xưa. Còn bây giờ, mất nước ta phải tìm đường cứu nước. Bên tôi còn có cô, có chú, có các đồng chí đồng bào. Chúng ta có tầng lớp nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới cùng chia sẻ. Dạ. Phải có niềm tin, rồi nhất định chúng ta sẽ thắng. Dạ. Thôi, quê nhà, các đồng chí đang nóng lòng chờ cô chú trở về. Ta chia tay từ đây, cô chú về trước và cho tôi gửi hồn tôi về bên đó, để nói với đồng bào đồng chí chúng ta rằng hãy giữ vững niềm tin. Bông tia trắng rơi rơi từ nước Nga, những người con đất Việt mang nhiệt huyết của cao tàu Xô Viết, mang nhiệt huyết của cao chào bà ơi, vững niềm tin vào chân lý sáng ngời, vững niềm tin vào chân lý sáng ngời. Chia tay đêm nay lòng em càng xao xuyến, nhớ lời anh rằng năm mãi lòng, dù phải hy
con sông đưa ta vào một mùa xuân. Tôi đã cho người theo chân đám biểu tình để tìm cho được tung tích tên cầm đầu cộng sản đó thưa ngài. Kết quả ra sao? Người của chúng tôi vừa bắt được mấy tên, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là mớ tôm mớ tép thôi. Ồ, bắt được tôm tép ao nhà mới biết bùa vây bắt cá kình giữa biển. Ông Chánh mà thám, ông phải tìm cách moi ra cho bằng được nơi ở của những tên cầm đầu cộng sản, ông hiểu chứ? Dạ thưa ngài. Sao? Đối với bọn này là cần phải có thời gian, chứ không thể một lúc mà nó chịu mở cái mồm ra đâu thưa ngài. Đợi, ông định đợi đến khi nào? Đợi đến khi chúng nó tràn vào dinh thống đốc treo cái đầu của chúng ta lên ngọn đầu đài hay sao? Nhưng dạ thưa ngài. Nhưng sao? Bọn này toàn là những đứa cứng đầu cứng cổ, đã phình phờ dọa nạt khảo ta, dùng hết cực hình mà nó không chịu khai ra. Moi được họng nó ra không phải là chuyện dễ thưa ngài. Khó mấy thì ông cũng phải moi ra cho bằng được. Nếu dễ thì chúng tôi đã không cần cái nghề mật thám của các ông. Dạ thưa ngài. Theo nguồn tin của sở mật thám thì hiện nay tại Sài Gòn đã có mấy tên cầm đầu rất nguy hiểm. Tôi muốn biết tường tận chúng ở đâu, tên tuổi và hình hài từng đứa một. Thưa ngài, đây là một kẻ đã từng mù quáng đi theo chủ nghĩa cộng sản, nhưng nhờ sức mạnh của mẫu quốc đã lập được nhiều thành tích, giúp phục hồng nhì chúng ta bắt được nhiều tên cộng sản đó thưa ngài. Tốt lắm. Có được những công sự đắc lực như thế này, lo gì cộng sản không xa lưới, mẫu quốc sẽ trọng thưởng cho ông. Dạ thưa ngài, theo nguồn tin mới nhất, Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai đã về nước ạ. Cái gì? Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai à? Đôi vợ chồng này đã từng là những hạt nhân rất nguy hiểm trong đám thờ trường thi Bến Thủy và phong trào Xô Viết năm 30 đó thưa ngài. Lê Hồng Phong, hắn đã từng theo học ở trường quân sự Hoàng Phố Trung Quốc, rồi sang Liên Xô học ở trường không quân và trường Đại học Phương Đông à? Còn Nguyễn Thị Minh Khai là học trò của Trần Phú và Nguyễn Ái Quốc, bị bắt giam ở Quảng Châu, nhưng được quốc tế cộng sản tìm cách cứu thoát, rồi đưa sang Liên Xô học trường Đại học Phương Đông, là đại biểu Đại hội Quốc tế Cộng sản 7 đó thưa ngài. Nhưng ta nghe báo cáo, nó đang hoạt động ở Trung Quốc kia mà. Dạ, báo cáo đó là báo cáo sai ạ. Sai? Dạ thưa ngài, Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai đã về nước. Nó đã cùng một số tên cầm đầu khác đã thành lập cái gọi là Mặt trận Nhân dân Phản đế, dạ xúi trục dân chúng ngày đêm nổi loạn đấy ạ. Dạ thưa ngài, Nguyễn Thị Minh Khai hiện là bí thư thành ủy Sài Gòn, nó đã từng vô tù ra tội nên nó danh ma lắm đó thưa ngài. Hồ sơ đầy đủ như thế, tại sao không tìm ra tung tích? Dạ thưa ngài, còn một việc này nữa. Việc gì? Hiện nay Nguyễn Ái Quốc đã biến mất ở Moscow. Rất có thể Nguyễn Ái Quốc đã trở về A Nam. Ôi
cái mảnh đất đô thành Sài Gòn chợ lớn này sẽ là tấm lưới khổng lồ chờ đón các ngươi. Ông Chánh mật thám răng lưới đời chờ công sản về đây. Ta quyết phen này chân tình ngày càng thêm lo sợ, hoang mang thì ta mới thể về để tóm tên công sản cầm đầu. Đến giờ này vẫn chưa về nhỉ? Hay là có chuyện gì đã xảy ra? Bác Bảy ơi, con Năm nó đi từ sáng đến giờ mà đến giờ này nó vẫn chưa về, làm sao bây giờ hả bác? Thì bác cũng biết làm sao bây giờ, bác cũng đang nấu cả ruột đấy con ạ. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi đấy. Bác Bảy ơi, chị Hai, bọn lính đi tuần đấy. Về nhà nấy, nhanh lên. Đi đi, bọn đây bọn chúng nghi ngờ đấy. Năm ơi, lưới giặc bổ vây nghĩ thương em phần gái. Ngoài trời xa, tin lại vắng tin. Hay là có chuyện gì với em rồi hả Năm? Năm ơi, thân gái dòng trường nghĩ thương em, thương em mà thân gái dòng trường vì dân là dân vì nước, đôi người mà đôi nơi bật tin cánh nhàn phương trời, bật tin cánh nhàn Phật trời cho em tôi được bình nhãn. Trời ơi, con ở đây quỳ lại xin ai? Không đi nghe ngóng tin tức tình hình nó thế nào? Đi đi con. Dạ. À, Hai ơi, thôi, con ở đây đợi nó để bác đi cho nhá. Dạ. Ai? Ai? Chị Năm ơi, bình tĩnh nhá. Này, nhanh nhanh lên. Hai chú làm cái gì thế? Mày là ai? Gì mà chị xuống đấy?
lắm á. Gánh thế này này. À. Này, mày điếc à? Hả? Mày điếc à? Điếc à? Gà chết hết rồi, chẳng còn con nào đâu. Điếc, điếc thì lại đây, lại đây. Thích ăn trái cây à? Chờ một chút. Ơ, à, nát hết bây giờ. Tiền đâu? Này, nó điếc thật đấy mày à. Kìa hai chú, dạ xin hai chú tha cho ạ. Dạ đây là con em họ tôi, dạ em nó bị điếc đấy ạ. Em nó có làm gì đâu ạ, dạ xin hai chú tha cho ạ. Này, nó là em họ à? Dạ em họ đấy ạ. Em họ thì lại đây. Cầm súng cho anh, cầm đi. Súng của anh đấy, giơ cao lên. Thứ mấy? Dạ thứ nhất ạ. Thứ nhất à? Dạ thứ nhất à? Nhất thì gọi là hai, nhất thì gọi là hai. Đây. À, buông ra, buông ra, buông ra, buông ra, buông ra, buông ra, buông ra. Này, đụng vào chị tôi chém mày. Này, mày dọa tao à? Dọa mày ơi, giúp tao một tay, nó dọa đây. Buông ra, buông ra, buông ra. Cường lùng sục, việc đi về nhớ cẩn thận nghe chưa? Em nhớ rồi. Thế tình hình thế này thế nào ạ em? Tốt lắm chị ạ. À, phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ, đòi cơm áo hòa bình đang ngày càng được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt liệt lắm. Có thế chứ? Nhân dân ta đang bị bao nhiêu tầng áp bức bóc lột thì tại sao chúng mình lại không đoàn kết lại để đánh đổ chúng nó đi? Phải thế không em? Phải thế chứ chị. Nhưng cũng bởi vì thế mà thực dân Pháp càng ngày càng thẳng tay đàn áp. Trung ương Đảng mới cho chủ trương rút vào hoạt động bí mật. Thời gian này, em phải xuống tận từng cơ sở để chỉ đạo hướng triển khai. Việc đi về dễ bị thất thường. Ở nhà chị đừng lo lắng cho em quá chị hai nhá. Ừ, giờ thì chị yên tâm một phần rồi. À, mà chị ăn cơm chưa? Chưa. Để em dọn chị em mình cùng ăn luôn thể nhá. Ừ. À, Năm, Năm ơi. Dạ. Có việc gì vậy chị? Năm, Năm ơi, này, lúc sáng chị gặp chồng em. Chị gặp chồng em? Ừ. Chị gặp anh Phong à? Đã mấy tháng rồi còn gì? Chị ơi, thế chị gặp anh Phong, làm sao chị gặp được anh ấy? Mà gặp ở đâu? Lúc đầu chị cũng hơi ngờ ngợ vì cung cách giống hệt người Tàu. Thế rồi chị cứ bám gót theo sau, như lần trước cậu ấy ra ám hiệu. Thế rồi sao nữa hả chị? Chị vẫn cứ đi qua đi lại 4-5 lần. Đến khi đến gần thì em biết không? Sao hả chị? Ôi cái miệng cười không lạc vào đâu được. Chị ơi, anh ấy mập hay gầy? Anh ấy thế nào? Anh ấy có nhắn gì em không? Thì cứ từ từ đã nào. Cứ tuốn tuồn tuột một hơi, ai mà trả lời cho kịp. Đã mấy tháng nay rồi, vợ chồng em chưa được gặp mặt nhau. Thôi đừng buồn, đừng buồn nghe em. Người ta hẹn em, người ta nhắn em thế này này. Xén xa hồ, xén khu hồ càng bả xa tôi, bả ngã tùng anh xa em như bên xa.
bảy niên cho ta ai ở. Là người ai ở. Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội. Người xa người tôi lắm người ơi, chứ nọ ta không biết thì thôi, biết rồi mỗi đường mỗi nơi sao ở đây. Năm năm ơi, Minh Khai, Minh Khai. Năm Hồng Phong, Minh Khai. Minh Khai, Minh Khai, anh nhớ em quá, nhớ không chịu được. Em cũng thế, em cũng nhớ anh lắm. Nhưng mà gặp nhau như thế này là phạm nguyên tắc đấy. Anh có vi phạm nguyên tắc đâu, anh xin phép chị hai rồi mà. Lại đây với em. Minh Khai, đưa tay đây cho em. Anh có thấy gì không? Không. Mập hơn đấy thôi. Mập hơn cái hồi ở Moscow đấy thôi. Minh Khai, em đã có mang à? Chúng mình sắp có con rồi anh ạ. Minh Khai, gặp lại nhau anh chưa kịp nói. Thời gian là gì à? Hồng Phong, Minh Khai, tên cha tên mẹ, Hồng Trường nơi chúng mình tổ chức đám cưới, Hồng Lam nơi mảnh đất xứ nghệ kiên cường. Phải rồi, anh sẽ đặt tên con là Hồng Minh, là Hồng Minh em à. Hồng Minh, Hồng Minh, anh bình minh xoa màn đêm nô lệ, xoa hết những cuộc đời nghèo đói bất công. Anh Phong ơi, rồi khi ấy anh
sẽ đưa mẹ con em về lại đỉnh non hồng, ngắm những cánh thông vươn mình đón gió, những cánh buồm mến lỡ đau sóng giữ anh bình minh soi tỏ dòng ngỡ. Với tôi chứ vui nhà vui cửa cấp trên
ra lệnh phải tập trung các cô gái lạ mặt tuổi từ 25 đến 30 để kiểm tra nhận diện tên cộng sản cầm đầu tại Sài Gòn. Cái gì? Nó thì điếc cày điếc tâm thì làm cộng sản cái nỗi gì? Lính đâu? Bắt con lại lại cho tao. Ông Hương cả, ông Hương đang ơi, ơi chị ai ơi, bắt con lại cho tao. Chú em, chị ai ơi, chú em, chị ai ơi, chú em. Đưa bắt con lại cho tao. Ông định làm mặt lạ với tôi đấy à? Ơ bác mày ơi, bà con làm số ơi. Bác mày ơi, có chuyện gì thế? Có chuyện gì? Có chuyện gì thế? Ông Hương cả cho người đến nước kiếm chị em con à? Này ông Hương cả, đêm hôm khuya khoắt thế này ông vào nhà đàn bà con gái để làm gì? Lên trên đòi phải bắt ngay con Nguyễn Thị Minh Khai, bí thư thành ủy Sài Gòn. Cái gì? Ông Hương cả cho người đến bắt con Năm vì nghi nó là bí thư thành ủy Sài Gòn đó bác ạ. À. Này ông Hương cả, ông nghe có lọt tai không đấy hả? Này ông Hương cả, chớ bắt can bắt bầy, chớ cây thế gây oan, chúng tôi quyết sống còn. Ông Liều B mà ăn ở, nhớ Liều B mà ăn ở. Xin bắt bầy và bà con cho tôi nói câu này. Bác Bảy và bà con cho tôi làm nhiệm vụ, kẻo tôi lại không tròn phận sự với bề trên. Bác Bảy bảo nó trả tôi cái gậy. Trả mấy cái gậy? Lính đâu? Dạ. Đưa súng ra sau lưng tao. Này ông Hương cả, ông mà đụng vào con Năm là không xong với tôi đâu nhá. Lính đâu? Dạ. Đưa súng ra sau lưng tao. Bà con nghe tôi nói đây, cộng sản nó đã mọc lên khắp nơi, nó đã về tới làng ta, nó đã về tới xóm ta, chui dục dân chúng biểu tình suốt ngày, biểu tình rồi lại biểu tình đến đói. Vì thế cho nên bà con ăn nói phải lừa lời, ăn nói chứ lừa lời, chớ làm điều gì mà xúc phạm. Ông ra tay thì bay có thiệt mình, chớ để ông nồi nóng ăn đòn. Ông nhà chức trách theo quan trên đòi, phần làm dân phải biết nghe lời. Mà tôi nói cho bà con biết, Hương cả này là không có sợ ai đâu. Bởi vì Hương cả có súng, có cả pháp ở phía sau lưng. Nhưng mà vì nể lời bà con cho nên là tôi tha con này luôn. Đúng. Bởi vì con này nó vừa điếc lại vừa ngơ, cho nên là tôi tha luôn. Đúng. Được không bà con? Được. Lính đâu? Dạ. Bà con đâu? À, nói không ai nghe, bảo không ai thưa. Lính đâu? Dạ. Về luôn. Bà con.
cháu kịp thời. Năm, Năm ơi. Này, thôi, bọn chúng đã lần ra dấu vết, em phải nhanh chân sắp xếp. Ngay. Nhanh lên. Dạ. Hai, Hai ơi. Dạ. Bác. Thì ra, con Năm chính là... Dạ. Trời ơi. Bao lâu nay tôi cứ đoán chừng đoán mò mà không dám nói ra. Ai hay cái sự đoán mò của tôi lại là sự thật. Bà con ơi, con Năm chính là... Là ai? Bác Bảy. Bác Bảy ơi. Con ơi, bây giờ sự thể đã xem chừng bại lộ. Bác cháu mình phải tính liệu làm sao đây hả con? Dạ. Này, bây giờ bằng mọi cách, chúng ta phải giữ chân quân địch lại, chặn các đường. Lúc nào có án lệnh, tất cả mọi người ra ngoài ấp, chúng ta chặn các lối, không cho quân địch tiến vào. Dạ. Nghe chưa? Mọi cách phải tẩu thoát được cô Năm, phải chưa? Này, tất cả sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Chị Hai ơi. Cô Năm đây chính là... Kìa, bác Bảy. Như vậy là chị rất có lỗi với bà con, cô bác chúng tôi. Dạ, cháu có lỗi điều gì? Xin bác và bà con cứ dạy bảo ạ. Lỗi là vì chị đã không tin vào bà con, cô bác ở đây. Kìa, bác Bảy, sao bác lại nói thế? Giữa vòng vây địch, cháu được nhờ bà con, cô bác nuôi dưỡng chở che. Nếu không tin, thì chúng cháu không thể sống được một ngày đâu bác ạ. Vậy thì hà cớ làm sao? Chị lại giấu tên tuổi của mình với bà con cô bác chúng tôi. Bác Bảy, dạ công việc hệ trọng, có những điều cháu không thể nói cùng bà con cô bác được. Mong bác và bà con thứ lỗi. Trời ơi, nếu như tôi biết trước đây là bí thư thành ủy Sài Gòn, dạ, thì tôi cầm dao đứng đầu cổng ấp kia. Tôi sẽ chặt đầu đứa nào vào đây mà lường mắt chị. Bác Bảy. Chị Năm ạ, tôi muốn nói điều này với chị. Dân Nam Bộ đã quyết một lòng đi theo cách mệnh, thì dù gươm kề cổ, súng kề vai cũng một lòng vì cách mệnh. Dân Thành Đồng là như vậy đấy chị Năm ạ. Bác Bảy. Thôi, bác Bảy. Bác Bảy ơi, Năm, đi đi em, nhanh lên. Đi đi. Ok, khoan đã, chị Hai. Năm. Bác ơi, nhưng cháu đi rồi, bọn chúng sẽ quay trở lại đây làm khó dễ. Không, không sao đâu con ạ. Ở đây bác và bà con sẽ tìm cách lo liệu. Giờ cốt làm sao là bảo toàn tính mạng cho con. Thôi. Con đi đi con. Bác ơi, trong gian lao con mới hiểu hết tận cùng, tình dân, nghĩa đảng. Con cảm ơn bà con cô bác, đã không quản ngại mà chở che đùm bọc, cho con thêm sức mạnh vượt thác gành. Con đi rồi, bà con ai có gặp chuyện gì, thì con xin bác, xin bà con, hãy xa lỗi cho con. Kìa. Năm, thôi, đi đi con. Mong cho con chân cứng đá mềm. Đi đi. Thank you.
hiểu cái gì không? Không, em không hiểu cái gì cả. Trời ơi em ơi, đồng chí Lê Hồng Phong đã bị bắt rồi em ạ. Sao? Anh Phong bị bắt rồi ư? Ừ. Không, em không tin. Mà tại sao anh ấy bị bắt được cơ chứ? Anh Phong ơi, anh bị bắt rồi, chúng tôi còn biết trông cậy vào ai? Mà làm sao mình biết được đấy là anh Phong? Mình ngồi xuống đây. Mình có biết không, theo như lời đã hẹn, anh cùng đồng chí Lê Hồng Phong đến họp tại một địa điểm bí mật. Đã 3 ngày anh trực nằm chờ mà không thấy bóng dáng Lê Hồng Phong đâu cả. Hay là chính ông là bị bọn chúng nghi ngờ? Dạ bẩm ông, mọi đường dây giữa tôi và cộng sản vẫn liên lạc bình thường. Dạ chỉ xin ông hãy kiên nhẫn chờ đợi một đêm nữa xem sao ạ. Kiên nhẫn? Kiên nhẫn? Toàn là công toi còn đợi gì thêm. Đã bao đêm ăn trực năm chờ, bất cấm đôi mắt của chị đem lại công toi. Nếu công việc chẳng xong, ông thế vào chỗ Hồng Phong. Dạ, dạ bẩm ông, ta chờ đợi mà xem sao. Nơi răng răng khắp nó sông mò màu, xin ông hãy kiên nhẫn ba đời chờ. Mồi ngon ta đã thả giả, ắt là mắc câu đấy ạ. Dạ xin ông cứ yên tâm mà đợi chờ ạ. Nhưng tôi không thể kiên nhẫn đợi chờ được nữa. Dạ. Nếu đêm nay nó không đến như lời hẹn của ông thì ông hãy vui lòng thế vào chỗ của nó. Dạ. Chế độ nhà tù hà khắc thế nào ông biết rồi chứ. Ông Tránh và 8 người Việt, tôi không tin thằng này. Ông hãy ra lệnh bắt nó ngay. Lên. Dạ. Bẩm ông, bẩm ông. Ngày ngày đi làm kiếm tiền nuôi vợ thương con gia đình hạnh phúc. Nhưng nào đâu có được. Chính các ông đã xúi giục ép buộc tôi vào con đường tội lỗi. Bàn tay tôi đã nhúng chàm. Tôi biết trong mắt các ông tôi chỉ là một con chó săn mồi mà thôi. Lúc cần thì các ông xua nó ra để đánh hơi bắt mồi, còn lúc không cần thì các ông đuổi nó ra khỏi nhà bơ vơ đói rét. Bình tĩnh, bình tĩnh. Người Pháp người ta nóng nảy vậy thôi, chứ còn chúng tôi thì chúng tôi rất tin ông. Vì ông đã trở thành một người con của mẫu quốc. Ngay cả vợ ông cũng khai báo với chúng tôi nữa là. Tại sao không tin ông? Chúng tôi sẽ cử vợ chồng ông sang Pháp. Lúc đó ông tha hồ mà tận hưởng cái hạnh phúc của gia đình mà bất cứ một người nào cũng phải mơ ước. Con đổi ơn ông ạ. Con đổi ơn ông ạ. Con đổi ơn ông ạ. Nhưng ông ơi, tôi xin ông. Tôi xin ông đừng có để lộ chuyện này ra cho vợ tôi biết. Vợ tôi là một người có lý tưởng. Cô ấy có lòng căm thù sâu sắc tới chính quyền Pháp. Vì người ba,
và người anh hai của cô ấy đã bị người Pháp giết hại. Nếu như bây giờ ông mà để lộ chuyện này ra cho vợ tôi biết thì cô ấy sẽ rời bỏ tôi vĩnh viễn, hoặc là cô ấy sẽ giết chết tôi. Linh! Xin lỗi, cho tôi hỏi ông một câu. Xin lỗi, ông hỏi tôi à? Giáo sư La Anh, tôi có thể giúp gì được ông? Ông cho tôi hỏi địa chỉ của giáo sư Lê Hồng Phong, người từ Mạc Thư Khoa trở về ở đâu? Xin lỗi các ông, tôi đang rất bận, không có thời giờ để nói đùa với các ông được. Xin phép các ông, tôi đi. Vậy là tôi lại có thời giờ để đùa với ông đấy. Linh! Tôi phản đối. Các ông không được bắt người vô tội. Tôi được quyền miễn trừ ngoại giao. Đúng, ông ấy được quyền miễn trừ ngoại giao. Tôi phản đối. Các ông không được đánh đập người vô tội. Giáo sư La Anh là ông. Lê Hồng Phong cũng chính là ông. Tôi sẽ cho ông gặp một người bạn, một người đồng chí của ông. Linh! Tiền của tổ chức giao cho vợ chồng mình để tìm mua vũ khí đây em ạ. Không đúng, tổ chức của chúng mình vẫn còn nghèo lắm cơ mà. Chắc chắn mình lấy ở đâu? Mình lấy ở đâu ra? Nói đi, nói cho em biết đi ngay mình. À, kìa mình, mình không tin tôi ư? Thôi được, tôi không cần phải giải thích cho mình. Chỉ một lát nữa thôi, sẽ có một đồng chí trưởng cấp đến đây để thăm vợ chồng mình đấy. Mình ơi, rất có thể vợ chồng mình sẽ sang Pháp hoạt động đấy mình ạ. Sang Pháp ư? Ừ. Sang Pháp để làm gì hả mình? Khi mà vợ chồng mình cần phải đấu tranh giành tự do cho dân tộc, bao nhiêu đồng chí đồng đội của mình đã bị tù đày hy sinh khốn khổ. Anh Phong, vậy là anh đã bị bắt thật rồi ư? Người thầy của tôi, người đồng chí của tôi, anh vẫn thường dạy cho em như thế nào nhỉ? Phải rồi, nợ nước thù nhà ta phải trả. Vậy mà hai cái tang của gia đình em đã trả được đâu? Anh bảo sang Pháp, sang Pháp là sang Pháp như thế nào hả mình? Mình ơi, ba ơi, anh hai ơi, con đã cố gắng hết sức mà vẫn chưa làm gì để trả thù cho ba và anh hai được. Linh hồn của ba và anh hai giờ đã lang thang phiêu bạt ở phương nào? Ba ơi, chưa kịp báo đền ba có hay chăng? Nữa con chưa kịp báo đền phụ nhà con đây chưa trả. Linh hồn ba ở nơi đó? Nỗi tôi phiêu bạt.
Hãy đứng dậy đi mình. Mình ơi, mình, tôi xin hứa với mình, tôi xin thề với mình rằng tôi sẽ trả thù cho ba và anh hai đấy mình ạ. Mình ơi, đồng chí thượng cấp đến rồi đấy, mình vào trong nhà đi. Thế à? Ừ. Đi đi, đi đi. Này đồng chí. Dạ. Đồng chí Lê Hồng Phong đã bị bắt. Dạ. Nhiệm vụ của đồng chí sẽ nặng nề hơn. Đồng chí đã nghĩ đến vai trò của chị nhà. Vâng. Là rất thông minh và hợp lý. Dạ. À, thưa đồng chí, vợ tôi đã giúp đỡ tôi rất là nhiều. Cô ấy hiểu rõ Sài Gòn chợ lớn đấy à. Dạ. Dạ, đủ đến ông ạ. Lại tiền nữa hả Minh? Kìa. Giới thiệu đồng chí thượng cấp, đây là vợ tôi. Hả? Dạ. Tôi có biết, tôi có nghe báo cáo rằng đồng chí rất tích cực trong phong trào giải phóng dân tộc. Vâng. Thay mặt cấp trên, có lời khen ngợi. Kiếm Minh. Dạ, nhưng tôi đã làm được việc gì đâu ạ. Tôi muốn hỏi đồng chí thượng cấp một câu. Dạ, tại sao tổ chức lại giao cho vợ chồng tôi nhiều tiền như thế? Để làm gì ạ? Là để vợ đồng chí an tâm hơn hoạt động cách mạng. Kiếm Minh, tôi và đồng chí thượng cấp đang bàn chuyện với nhau. Mình ra đây làm dở câu chuyện của bọn tôi. Mình vào trong nhà đi. Mình thì mình cứ vào trong nhà đi. Đi đi mình. Đi đi. Trời ơi, tại sao lại nói như thế? Ông nói như thế ông giết tôi. Tại sao ông lại bảo là đưa tiền cho vợ chồng tôi yên tâm công tác? Thôi, chiều chúng ta bàn tiếp. Bây giờ tôi có việc. Này, ông ơi, tôi xin ông, bây giờ ông mà về thì ông giết tôi. Bây giờ thế này, ông cứ ngồi xuống đây. Ông ngồi xuống đây. Bây giờ thế này nhá, ông ngồi đây, tôi ra đầu đường lấy một chai rượu, gọi là vợ chồng tôi đón tiếp đồng chí thượng cấp. Ông ở nhà lựa lời ăn nói với vợ nhá. Ờ, ông can tâm mà đi. Vâng. Tôi sẽ lựa lời nói với vợ ông. Đội ơn ông. Đi đi. Dạ, tôi xin mời đồng chí thượng cấp uống nước ạ. Ừ. Cô cần gì? Dạ, tôi muốn hỏi đồng chí thượng cấp một câu. Sau khi đồng chí Lê Hồng Phong bị bắt, thì đội công tác của chúng tôi cần phải làm gì ạ? Cô ngồi xuống đây. Chúng tôi đình cử vợ chồng cô sang Pháp, hoạt động phong trào Việt kiều ở bên đó, quyên góp tiền ủng hộ cách mạng. Không đúng. Chính các ông đã gom tiền cho cách mạng đấy thôi. Mà tại sao cá nhân ông lắm tiền thế? Tại sao ông tiêu xài gớm thế? Mà tại sao ông đưa cho vợ chồng tôi nhiều tiền như thế? Hay chính ông làm việc cho Pháp? À, dạ, dạ, em muốn hỏi, hay chính ông làm việc cho Pháp? Và cả chồng em nữa. Có phải thế không ông? Ông nói đi. Có phải thế không hả ông? Nếu tôi nói thật thì cô tính sao? Nếu thật vậy thì ông ơi, ông hãy cho vợ chồng em theo với. Bởi vì em biết, nếu vợ chồng em còn đứng trong hàng ngũ của những người cộng sản thì trước sau gì vợ chồng em cũng sẽ bị giết. Ông cho em đi theo với. Ông cho em đi theo với. Nhưng nếu tôi nói thật thì cô tính sao? Thì ông hãy xem đây là lời tuyên bố để tôi rời bỏ hàng ngũ của những người cộng sản. Tốt. Tốt lắm. Hai vợ chồng cô cùng chung một chí hướng. Thế đội công tác của cô có bao nhiêu người? Dạ, 15 người ạ. Địa chỉ, họ tên. Dạ, em sẽ báo cáo cho ông sau. Ông ơi, em sẽ báo cáo cho ông sau. Ông... Thế này cũng được. Trời đất ơi! Ông ơi, em sẽ báo cáo cho ông sau. Ông... Sao lại thế này? Sao lại thế này? Thank you.
tại sao không phản đối tôi? Đúng ạ. Mày biết phải làm gì nó rồi chứ? Khốn nạn. Thật là khốn nạn. Tại sao? Tại sao cô phản bội tôi? Đúng. Tôi cho anh biết thế nào là cái giá của sự phản bội. Tại sao? Tại sao anh phản bội lại tổ chức? Tại sao anh phản bội lại tôi? Chính anh. Chính anh đã chỉ cho bọn chúng bắt anh Phong. Tại sao? Tại sao anh phản bội lại tổ chức? Tại sao anh phản bội lại tôi? Anh có biết? Anh có biết anh làm như thế? Trời ơi! Anh có biết? Anh có biết anh làm như thế? Anh có biết anh làm như thế? Anh có biết anh làm như thế? Anh làm như thế? Anh làm như thế? Cô giết tôi đi! Cô giết tôi đi! Cô giết tôi đi! Cô giết tôi đi! Chỉ đơn giản là anh đã hèn nhát rời bỏ hàng ngũ của những người cộng sản. Mà anh cần tiền. Cần thật nhiều tiền. Mình ơi. Cần thật nhiều tiền. Để vợ chồng mình rời bỏ cái mảnh đất đau khổ này mà không bao giờ nghĩ về tiền. Đi. Nếu không bọn mật thám quay lại chúng sẽ giết mình đi. Mình hãy đi đi mình. Mình hãy đi. Mình ơi. Mình ơi. Em không muốn thế. Em không muốn thế. Mà tại sao? Tại sao mình lại làm như thế hả mình? Mình! Sao nỡ lòng gây chi đến tôi? Sao nỡ lòng gây cảnh trái? Mình ơi,
Là anh, tôi là giáo sư La Anh. Vậy Lê Hồng Phong là ai? Lê Hồng Phong là ai? Mày về nước từ khi nào? Dạ, thưa ngài, hôm qua một cộng sự của chúng ta đã bị giết, vừa hắn cũng bị vạ lây ạ. Ai giết? Có phải đồng đảng của Lê Hồng Phong tìm cách trả thù không? Các ông hãy cẩn thận, rút dây đồng rừng. Thôi, đừng giấu giếm nữa. Chúng tôi biết rất rõ, tên thật của ông là Lê Hồng Phong. Ông đã từng học trường Đại học Hoàng Phố Trung Quốc, rồi sang Liên Xô học trường Không Quân và trường Đại học Phương Đông. Trước khi trở về nước, ông và Nguyễn Thị Minh Khai đã tổ chức lễ cưới ở Moscow. Hai vợ chồng ông được cử về nước bằng hai con đường khác nhau. Hiện nay, ông là ủy viên ban chấp hành quốc tế Cộng sản Bảy. Còn vợ ông là bí thư thành ủy Sài Gòn. Thôi, đừng ngoan cố nữa. Ông hãy thành thật khai ra tất cả. Rồi chúng tôi sẽ còng dùng ông. Im lặng. Im lặng. Lính! Đánh! Sinh con rồi phải không? Trai hay gái ở mình? Dù trai hay là gái,
thì vợ chồng mình cũng đặt tên con là Hồng Minh em mà. Tên của cha, tên của mẹ, tên của quê hương ruột thịt đã giúp cho chúng ta đứng dậy làm người. Minh Khai, Minh Khai, Minh Khai ơi, nếu mai ngày dù anh ngã xuống, hãy vững lòng can đảm nghe dù cho giông tố dù mưa tuôn tháng cuốn, giang san hai vai một lời nguyện ước, đất nước đau thương gánh gánh chưa tròn, đôi ta thề em ơi giữ vững lòng son. Quá đông xa chờ ngày đất mẹ sáng bừng xuân. Minh Khai, gọi em là cô hoa khôi của phong trào phản đế đây mà. Chị ơi, chị ơi, em về báo tin giữ cho chị đây. Chồng em đã phải trả giá vì sự phản bội lại tổ chức. Còn em chưa kịp về báo tin cho chị thì đã bị tên mật thám giết chết. Chị ơi, tổ chức mình bị vỡ hết. Anh Phong bị bắt rồi. Không, anh ấy không thể nào bị bắt được. Anh Phong không thể nào bị bắt được. Chị hãy đi đi, đi nhanh lên mà cứu lấy tổ chức. Còn cháu Hồng Minh, chị cứ để lại đây cho má và chị hai, cùng bà con nuôi dưỡng nó nên người. Hãy đi đi, đi mau lên chị. Anh Phong rồi sẽ bị chúng nó giết. Không, cháu nó bú. Đi đi con. Má ơi, con
vừa mơ một giấc mơ thật khủng khiếp. Con có linh cảm rằng chồng con và các đồng chí của con đang gặp nguy khốn. Má ơi, con lo lắm má ạ. Kìa con vừa mới sinh nở, sức khỏe chưa bình thường nên cứ suy nghĩ vậy thôi con ạ. Sao đâu, đưa má vào. Má ơi. Chị hai. Năm. Sao thế con? Có việc gì thế chị? Hai. Chị hai, có chuyện gì con nói đi. Má ơi, sao thế con? Có chuyện gì? Chị hai, có việc gì? Chị nói đi. Trời ơi, có chuyện gì thì mày cứ nói đại đi. Tự nhiên tử lạnh xông sộc vào nhà, giờ cứ ấp á vúng mãi. Má, nói đi xem nào. Chị hai, có việc gì? Chị nói đi. Nằm. Sao thế chị? Nằm ơi, nhưng em phải hết sức bình tĩnh. Việc này có liên quan đến vấn đề của tổ chức và cả gia đình em. Chị hai. Nằm. Má. Má ơi. Này, nếu là chuyện quan trọng á thì cứ thư thư mà nói. Nó vừa mới sinh nở, máu là xông lên đầu là chết đấy con ạ. Nhớ chưa? Chị hai. Không sao đâu. Má, con ạ. Không sao đâu. Chị hai, có việc gì? Chị nói cho em biết đi. Nói đi chị. Năm. Sao thế? Năm ơi, tổ chức bị vỡ hết. Cậu Phong bị bắt rồi. Con ơi. Năm. Năm ơi. Con. Năm. Con ơi. Bình tĩnh đi con. Năm. Má bình tĩnh lại đi. Năm ơi. Má đây con này. Năm ơi. Năm. Năm ơi. Năm. Bình tĩnh đi con. Năm ơi. Bình tĩnh lại đi em. Chị hai, báo cho chị biết. Chú Tư bảo chị chạy sang đây, báo cho em biết để con lo liệu. Năm. Anh Phong ơi, vậy là lại thêm một lần anh rơi vào tay giặc. Biết đến bao giờ, biết đến bao giờ cho cha con anh được gặp mặt nhau. Anh Phong, Hồng Minh đây này. Năm con đau đớn đẻ quá, còn lo việc nước việc nhà nghe con. Năm ơi, nếu chưa có chứng cứ gì thì trước sau chúng sẽ phải thả cậu ấy ra thêm mà. Phải đấy con à. Biết bao nhiêu lần anh Phong bị bắt, nhưng con linh cảm thấy lần này sẽ khác. Dẫu không có một chứng cứ gì đâu, nhưng chúng sẽ tìm mọi cách để ám hại. Ma. Con. Ma ơi, chồng con và các đồng chí của con đang trong cảnh tù đầy. Một khắc con ngồi đây như ngồi trên đống lửa ấy ma. Năm ơi. Năm. Làm thế nào ma? Làm thế nào bây giờ hả con? Ma. Ma ơi, con phải đi thôi má. Con đi đâu? Má ơi, nếu bây giờ con không bắt tay ngay vào hoạt động, không kịp thời gây dựng lại các cơ sở, thì rồi anh em mình lần lượt sẽ bị bắt hết. Con xin má với chị hai đừng ngăn cản. Năm ơi, con đã một lòng vì nước, thì má làm sao ngăn cản bước chân con. Má. Nhưng con vừa mới sinh nở, sức khỏe chưa bình thường đâu con ạ. Con không sao đâu, má. Năm ơi. Chị. Má nói phải đấy em ạ. Em vừa mới sinh nở, sức khỏe của em. Không. Em không sao đâu. Con không sao đâu. Con Năm, đi. Năm. Má. Năm. Trời ơi. Cháu còn đó hòn thế kia. Má. Mày định mang nó đi đâu chứ? Chị hai. Má. Đưa cháu đây cho má. Má ơi. Để cháu lại đây con nhá. Nhưng nghe lời má đi con. Năm ơi, nghe lời má đi em. Năm, để bé Hồng Minh ở lại đây. Hàng ngày má với chị hai cùng bà con làng xóm sẽ nuôi bé Hồng Minh khôn lớn thành người. Phải.
đi con ạ. Đưa bé đây cho chị. Nghe lời má đi con. Đưa bé đây cho chị. Đi đi. Má với chị hai thấy con là mẹ. Nông, con, con cứ yên tâm con bước mà đi. Ở nhà má với chị hai sẽ thấy con là mẹ. Má, đi đi con. Chị hai ơi, chị hai ơi. Má con đây chị. Nông, cho em bé no một lần nữa thôi. Nông, cho em bé no một lần cuối cùng. Chị nhớ. Hồng Minh, con gái yêu của mẹ, lần này mẹ ra đi chưa biết sống chết thế nào. Có thể đây là lần cuối cùng mẹ được ru con nữa thôi. Rồi hai mẹ con mình xa nhau, con ở lại với bà, phải ngoan, phải ngoan con nhá. Thank you.
báo đến công ngỡ ấm chùa cô lá giữa ngỡ dục trời của mẹ. Giờ này bà và con đang ở nơi đâu? Con khát xưa lắm phải không con? Vậy mà nơi đây giữa bốn bức tường âm u lạnh lẽo, mẹ đớn đau nhìn đôi dòng sữa chảy, sữa tuôn trào tim mẹ máu tuôn. Con ơi rùa tắm đoạn môi ta vỡ, thương con là con có thầu, ruột mẹ đau chỉ chiều, cao tay mẹ ẩm tóc.
tranh mật thám thế nào? Dạ thưa ngài, tôi đã dùng hết cực hình tra tấn mà nó vẫn không chịu khai ra đó thưa ngài. Lính, lôi cổ nó ra. Thế nào, mày có chịu khai ra không hả? Kìa, ông tranh mật thám, trước người đẹp không nên dùng uy lực, ông hiểu chưa? Đấy, ngài thống đốc đã có ý thương, mày nên thành thật khai ra tất cả đi, rồi tha hồ ăn sung mặc sướng. Tôi đã ở trong tay các ông, các ông muốn đánh đập cứ đánh đập, muốn giết các ông cứ giết. Mày muốn chết hả? Không dễ thế đâu. Bọn cộng sản chúng mày không sợ gì cái chết. Nhưng chúng ta không để cho chúng mày chết ngay đâu. Mà phải để cho chúng mày chết từ từ, trong đau khổ, trong cô đơn và trong đói khổ. Các ông đã biết thế thì tốt, khỏi kéo dài thời gian vô ích. Kìa, cô Minh Khai, chẳng lẽ cô không nghĩ đến chồng và đứa con bé bỏng của cô sao? Chắc giờ này nó đang lịm đi vì khát sữa. Không, ông nhầm rồi. Biển cả bao la xanh lòng dân Nam Bộ, sẽ thay tôi nuôi nó nên người, ông thống đốc Nam Kỳ ạ. À. Anh mật thám, tôi thật không ngờ bọn cộng sản lại không còn một chút tình người nào nữa cả. Dân An Nam vẫn có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vậy mà đây sữa cứ bỏ phí bỏ hoài, con còn bé mà bỏ con, chồng bị bắt mà không tìm cách cứu chồng lại còn ngu dại đi theo con đường của nó, rồi vợ chồng nó sẽ chết tất. Đứa bé sẽ ở với ai? Ôi, lạy Chúa ở tôi. Thôi đi! Đừng giả nhân giả nghĩa. Các ông làm sao mà hiểu được người dân của xứ sở đau khổ này? Tôi có thể chết, các đồng chí của tôi có thể chết, nhưng các ông nên nhớ cho rằng, rồi đây, chính nơi mảnh đất đau khổ này sẽ là nấm mồ chôn tất cả lũ các ông. Cấm đi! Lính, lôi cổ Hồng Phong ra đây. Phong, ông hãy nhìn đi, nhìn đi. Có phải cô Minh Khai là vợ của ông không? Nói. Mày hãy nhìn đi, có phải Lê Hồng Phong là chồng của mày không? Gan lì hả? Lính, đập nát 10 đầu ngón tay của nó cho tao. Khoan, nếu các ông muốn, tự tôi sẽ làm lấy. Vô đây. Ôi!
từ ngày ở Moscow đến nay, vợ chồng mình vọn vẹn có 3 lần được gặp nhau. Lần thứ nhất, được sống với nhau vài ngày sau đám cưới. Lần thứ hai, chúng ta có chung một đêm ở căn cứ cách mạng. Và lần này nữa, từng ngày có nhau, ít tội quá, phải không anh? Minh Khai ơi, dẫu bị khảo tra, dẫu cách xa ngàn dặm, nhưng lúc nào anh cũng ở bên em. Anh ơi, em sinh con rồi anh ạ. Con chúng mình là gái. Em vẫn đặt tên con là Hồng Minh như lời ước nguyện. Nó giống anh, giống anh chẳng khác một nét nào. Minh Khai ơi, anh muốn con giống em đôi mắt. Đôi mắt biết nói với anh lời yêu tha thiết. Anh Phong, trước kẻ thù dâng ngọn lửa hờn căm, độ lượng bao dung yêu ghét rạch ròi, biết nói với mọi người một niềm tin sáng mãi. Anh biết không, đêm qua em nằm mơ thấy tuyết, rất nhiều tuyết anh ạ. À, nhưng bông tuyết trắng tinh cứ rơi xuống tóc em, như buổi chiều đầu tiên chúng mình gặp nhau ở Moscow ấy. Anh bảo tình yêu của chúng mình cũng tong tăng như những bông tuyết này này. Minh Khai ơi, có nỗi đau nào hơn vợ phải xa chồng, cha mẹ phải lìa con. Anh bị giam cầm bên này, em bị giam cầm bên đó. Anh Phong, nhưng bên ngoài phong trào cách mạng sẽ bùng lên, em hãy tin vào một ngày mai tươi sáng. Khi đất nước bùng lên xòa tan giếng nô lệ, quét sạch quân thù vang khúc khải hoàn ca. Anh Phong, sát cánh bên ta muôn triệu đồng bào hừng hực sục sôi, thủ quân cướp ngược lời anh nghiền thiệt tha. Hôm nào em còn nhớ, hãy giữ vững niềm tin thằng đời sẽ về ta. Thịt là xương ta nên chẳng thay lòng, mong đất nước bình yên cho dân bình vận khổ. Nếu gặp lại mẹ cha em nhớ anh nói hồ, em còn nơi đào nghĩa với non sông. Hẹn cùng nhau dù non mòn biển cạn, hẹn cùng nhau ngày già ngày sao trời, nơi được nguyện không sai mặc dầu sông than. Thương em thương cả giang quân của cuộc đời. Hồng Phong, Minh Khai ơi, hãy can đảm lên em mà. Chúng ta hãy giữ cho đảng những gì cao quý nhất. Chiến thắng không bao giờ thuộc về quân xâm lược. Có đồng chí đồng bào luôn ở bên ta. Phải, có anh Nguyễn đã gửi trọn niềm tin. Có nhân dân thì cách mạng không thể nào thất bại, phải không anh? Minh Khai, người vợ của tôi, người đồng chí của tôi. Hồng Phong, Hồng Phong của mẹ con em. Thời gian sau ngắn ngủi, gặp lại nhau anh chưa kịp nói. Thời gian sao ngắn ngủi, gặp lại nhau để rồi lại xa nhau. Lính, đưa Hồng Phong vào ngục, giải Minh Khai ra pháp trường xử bắn. Ôi con tim muôn đời khát vọng, đời chờ nhau như nắng hàn đời mưa chiều. Ôi tình yêu nồng nàn.
Bắt!